Đây à, đây là đầu video. Ok, chào mọi người, phần bên anh hát intro. Hiện tại thì nó cũng đã tới tháng rồi, thành ra là nó được reset cái mấy cái con nhân vật á. Đây đó, reset rồi. Và hôm nay tôi cũng muốn sử dụng nó luôn. Ở đây tôi có thể có được nó sớm hơn, nhưng mà khi mà có rồi thì chúng ta lại không đủ cái đá cam này để mà cho lên sao. Thành ra là bây giờ có nhưng không luôn á. Cái đá cao này nó rất là khó kiếm, bởi vì mấy ông phải đi ăn cao. Ừ, muốn muốn đi đi cái đấu trường ăn cao, một là mấy ông chơi mấy cái server chết, hai là mấy ông chơi mấy cái hai là mấy ông nào còn cái kiếm đá cao, thứ hai là đi thám hiểm nè đó, cái thứ ba là nạp chắc chắn rồi, cái một đống gói đi làm đâu này, nói chung là nhiều đó. Đây nói chung là đi đâu cũng gặp á đá cao này. Còn cái gì nữa không ta, tôi quên mất là tôi định cho mấy ông xem cái gì rồi, sao đâu mấy ngày này cứ hay quên ấy nhỉ, cứ quay ý xịt. Thôi kệ đi, thì bây giờ chúng ta sẽ đi đổi tướng trước. Tôi đầu tiên chắc chắn rồi, Barak và Trang thì mình không cần nữa. Trang bây giờ nó đang dậm chân tại chỗ rồi, có hay không không quan trọng, dù gì từ bây giờ tới cuối tháng chả lẽ thằng Trang nó không lên được nữa đúng không. Còn cái tiếp theo là hàng Black này thì chắc chắn là sau này đổi rồi, nhưng mà tôi chờ nhận ra là Black bây giờ nó cũng chỉ có một sao thôi. Nếu mà mình hỏi Black bây giờ thì vừa kịp, ok chắc chắn là chúng ta sẽ lấy một sao một bu. Ok đó à, thằng sao 2.500 là hốm à, từ từ anh em nhé. À đúng rồi, gặp gầm gặp gầm, đây có 4 viên này, xài hết luôn đi. Ủa, thì chọn hả, quái tôi tưởng nó là ngẫu nhiên chứ. Cái chúng ta được viên 7 sao quen quá ta, hình như 7 sao mình có cái đấm. Ủa chưa có hả, 1 2 3 4. Ui vừa khích rồi, tôi có được thêm một con nữa này, còn nữa thì chúng ta sẽ đổi vô cung. Đây đổi vô cung, quan trọng bây giờ là kích viên cho combo trước, hay là để sau này đổi nha. Mình nghĩ là sau này đợi sự kiện summon tiếp theo đi, nếu mà mình ra vô cung hay là ra Barbie đi á thì mình sẽ đổi hàng còn lại, như vậy thì nó sẽ tiết kiệm chi phí đi rất là nhiều. Cô cũng mới có nhiều mảnh này, không có mảnh nào, tại mình đang có 20 mảnh ở đó thì chọn. Ừ, hộp gầm bây giờ chắc là mình đã dành đi, thì có hộp gầm này rất đơn giản thôi, một là các bạn đi ải, hai là các bạn bú cái bang ấy. Đây, cái bang đi đi hộp gầm đó, được một viên thì chọn nha. Ban mình là cái ban top 1 của cái ngập gặp thôi chứ không phải top 1 server. Để coi trước hết là hình như là cái ban dạo này đang có cái vấn đề đổi. À đây đổi anh này gì vỏ chữ nè, mặc dù tôi thích lắp nhưng mà nhập ra thì tục anh em không phải đổi thôi đó, nhìn đằng quá chữ. Rồi giờ chúng ta sẽ đi tắt mấy con kia ra, sao mình lại có mấy con này nhờ. Rồi con ếch thì đừng có tắt ếch, để nguyên tắt ếch thôi, để ếch làm phút được ở đó, mà tướng ba ếch khi nào nó mới có nên nhỉ, hay là tắt tướng ếch đi, tắt một con thôi. Ừ, tại sao này tôi định nuôi tướng ba ếch ấy, nhưng mà tướng ba ếch nuôi trầm cảm lắm, nó cần tới một đống đá cam luôn. Tôi nhớ là đền 2 hay là đền 3 sao gì đó, nó cần tới 60 viên đá cam, tới đó là hổ oxy luôn rồi buông đó. Hình như là thằng à hàng ui kích được 3 viên à, ngon nhờ, khó quá ta. Bây giờ mình lại lên cấp 120, mình liên kết nó hay hoa để chuyển nó qua đúng không, là kế thừa đúng rồi, cấp 120 chứ giờ tắt ra thì nó mất phần nữa thì nó cũng ổn. Rồi bảo sao ra sai, đổi con bu làm gì, con bu đấu trường có đầy, còn hàng trăm thì dư một đống mảnh mà đổi cho con đúng, bảo sao thấy thấy nó không đúng như kế hoạch rồi, hay hiếu đá như mấy thằng nghiện luôn. Hết cứu thôi, cho này lên trước đi, mình cần thằng này 2 sao để mà mình có thể nâng trăng lên tiếp, tốn nhiều đá cam thôi, khó thật sự ấy. Rồi lên bao nhiêu đây, xong từ đây là chiến chả quan tâm, trăng bây giờ cần cấp 130 đúng không, cho này lên 130 đi. Ui rồi bây giờ tôi sẽ cho mấy ông nhé,
cái nói chung là cái đột phá này nó cho rất là nhiều chiến, nhưng mà mấy ông muốn đột phá đó thì mấy ông phải tốn rất là nhiều đá cam luôn. Đây mấy ông nhìn 8 viên vậy thôi, nhìn nó phèn phèn vậy thôi, chứ mấy ông mà sơ sức một tí thôi là hết đá cam luôn. Còn tại sao tôi lại không đột phá combo, lý do rất là đơn giản thôi, bởi vì tôi cần phải hàng trăm hàng trước, nói chung là tôi nuôi đam chính trước, mấy hàng kia đi sau đam chính trước, rồi sau đó là tới tăng tiếp theo là ba còn lại đấy. Chiến binh ít đồ thật sự nó là một tựa game rất hay mấy không. Yes, vừa mới xài xong bây giờ nó cho thêm nữa rồi, chúng ta gần 60k kim cương. 60k kim cương là được một con tướng SSS meta sao đấy, nếu mà mình nhớ nhầm nhé. Rồi hình như là hôm nay mình có đi cái kia, mình được thêm đá đúng không? À không được, mình có đi cái tu hành vũ trụ ca này, hên là được 5 viên đá cam luôn, rất là hên. Hiện tại mình đang có là dạng 300 gold và 60k kim cương. Đó. Nhưng mà nó chả quan trọng đâu. Cái vấn đề chính của chúng ta ở trên này. Tôi sẽ đổi gia cô. Đủ đá rồi. Kim nó ơi bậy. Nói chung là dùng tướng S đi, đừng có dùng tướng SS. Tướng SS sau này làm food cho tướng 3S nữa. Đây. Này đọc muốn chẹo lưỡi luôn. Đây gia cô. Tôi đổi nhầm đấy. Đáng lẽ là đổi gia cô mới đúng chứ không phải là đổi bu. Thành ra là nó hơi đọt so với cái dự tính ban đầu của tôi. Kệ đi, chúng ta đủ đá gồng là được. Cái đá nó khó kiếm quá. Mấy thằng top cao nó mới có cơ. 74k được chiến. Mấy ông chả quan tâm lắm. Cái này sao đây? Tăng thêm tỷ lệ giảm sát thương hả? Cũng ngon á. Ok luôn. Rồi. Giờ nó lên 130 thì chúng ta hoàn toàn có thể năng trăng lên được rồi. Giây phút này tôi đợi hơi lâu rồi đây. Đó. Chúng ta được thêm cái phá hủ thôi, chứ đánh thì chắc chắn sẽ kéo thêm một lần đánh nữa. 86k lực chiến hơn. 200k lực chiến. Ô hết. Hết yên lặng rồi. Quả trưởng ha. Mỗi lần lên thì chúng ta sẽ được mở phá thêm nữa thì chúng ta sẽ được tăng thêm. Vãi mấy ông thấy không? Tăng có 39 đam thôi nhưng mà nó lên được 3k lực chiến. Cái này là do cộng dồn của nhiều cái mà ra đấy. Mấy ông để ý là mấy cái con mà mấy ông nuôi nhiều á thì mấy ông năng có một tí thôi để lên đóng được chiến rồi, trong khi mấy con mấy ông nuôi ít á thì mấy ông năng cả đống nó cũng chỉ lên một ít thôi, tại vì nó có cộng dồn với mấy món đồ nữa đấy, tính các kiểu thì nó mới ra được cái được chiến như thế này. Ui lên liên tục này xịn hả, đập cái này cũng hố lắm, có mấy pha đập liên tục mà nó không, ví dụ như pha này chẳng hạn đấy, có mấy pha cái là khốn nạn nhé, đập hoài trả lên và đâm chính thì chủ yếu là đáy mắt căm cơ bản thôi, còn lại thì đừng quan tâm. Đó, xong. Wow. Hình như là tôi có thêm cái viên gì nữa đúng không? Lên cấp 100 được thêm mấy cái viên gì đó mà tôi cũng chả biết là xài chỗ nào. Đây, đó mấy viên nguyên khí. Lúc đầu mình nên bỏ đậu hoàng để mà nâng cái sale luôn. Nhưng mà mình suy nghĩ lại rồi, đề một nhà thì cũng không sao đâu. Ừ. Đó. Ta-da, rồi xong rồi. Giờ chúng ta sẽ mong là nó ra cái cuối trăng nha. Cái của tranh là cái gì tôi quên mất tiêu rồi, có cái kiên cố là cái mà không ai muốn mở, mong là đừng ra nó. Quả cái nhanh nhẹn là cho support đấy. À, nhanh nhẹn 50% đam quả trưởng hợp hôm nay xài cho chăng ta, nhìn nó khỏe quá anh em, từ từ để tôi thử gỡ xem. Ok, trừ 600k lực chiến nha. Đặt trừ 600k để xem coi gắn cái đó vô tăng bao nhiêu lực chiến. Cũng phải bằng cùng lắm đó, mới xài tới cái giáo án này á. Có kế thừa không? Chưa. What? What? À đây, 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 bảo đồ cấp sao nè. Đây, hên quá, hên quá. Tưởng nó không bảo lưu để cấp là hơi đuối á. Rồi, test thử luôn. Trừ 600k đúng không? Là mình lên cỡ 400, 4 triệu 7 đúng không? Không cần nâng cấp luôn, gắn một phát lên 4 triệu 7 luôn. Quái nồi. Ui. Quái ca trưởng học. Thế thì cái cây này cho tạm cho thằng thôi, cây này chắc là giữ lại mấy không,
Thằng này sẽ hôm nay đấu chơi phá hoại đúng không? Ừ. Mấy ông thông cảm nha, tôi phải bằng cùng lắm tôi mới gắn cái này vô đích. Hay là mình gắn cho Yako nhờ. Tại gắn cho Yako thì cái tấn công đó, cái tấn công với cái học phủ cũng ok á, nhưng mà nói chung là chiến tổng của mình nó sẽ tăng lên rất là cao, chắc chắn là như vậy. Nhưng mà quan trọng là thằng Trăng thôi, người của mình nó đã thằng Trăng thường nó sẽ không qua được ải này, đây mình sẽ xem coi là nó có qua được không. Nếu không qua được thì chúng ta sẽ cho cái kia lên đợi test thử, có vẻ như vẫn không qua được. Cái cây nhanh nhẹn đó thì chắc là có mỗi á, nó có né đúng không, cho sale. Ừ, hợp lý á, sao tôi không nghĩ ra nhờ. Ui, não tôi hiệu năng quá phải không, thế giờ mới rót ra được. Ok, là vẫn không qua được đâu, chăng vẫn chưa đủ trình để solo. Đường đam nó vẫn như thế nha, cái khác biệt là sát thương chí mạng của nó bị giảm rất mạnh. Vậy đây là một lựa chọn rất là tồi cho chăng, nói chung là phải test thì mới biết được đúng không, chứ đâu có nói sàm sàm được. Rồi gắn để cái cây kia đi. Ok, sao em đấy, sao em đó quả cái tám mươi kia em thấy không, sức mạnh trong đây nó scale rất là kinh khủng nhá. Mấy ông nuôi càng nhiều á thì gắn đồ vô scale nó sẽ lên, nói chung là nó tăng 2% từ từ lên đó, rồi cái chỉ số tăng rất là cao. Còn nếu mà mấy ông nuôi có một tí thôi chỉ số nó tăng rất là bé, là cái điều rất là bình thường thôi, nói trong mấy con game nào cũng thế vậy. Thì tỷ lệ né của em nó sẽ lên được là thêm 7.5 nữa, lên cỡ 19%. Có bộ nào bộ né không, nó có cái bộ tăng tốc anh em, nhưng mà mình không biết là tốc độ nó có liên quan gì tới né không á. Nếu mà liên quan thì mình chắc chắn sẽ gắn vô. Con xe này nó né rất là khỏe, và con bu thì nó đỡ rất là ngon. Đó, chưa năng nữa này, phải bảo sao anh em thấy không, nó tăng có một tí chỉ số thôi mà được chiến lên rất là nhiều, tại nó scale theo mấy cái món khác nữa. Nhưng mà háo ra thì được chiến nó tăng có vài trăm thôi, nhưng mà nếu mà mặc món vô nó tăng mấy mấy ngàn. Cái này chắc cũng phải nâng cấp thêm, ui là phải với ải nó rồi, chơi ngu quá. Đấy, nó bảo là cái đó thôi, nó cũng chả tăng được tí được chiến đâu. Chắc là tôi phải nhét theo kiểu kia quá, nhét theo kiểu này. Nó ra cái, nếu mà nó ra cái đồ đam thì ngon ấy, bởi vì nếu mà bạn on in trăng mà bạn ra thêm một món đam nữa thì có khi nó không phải là 4,7 triệu đâu, nó lên cả 5 triệu đấy. Bộ phải sao cái đụng đam chí mạng nó lại bé à, đúng rồi, tại vũ khí thì trên năng lên cấp nó cũng cỡ đó thôi, kỳ vậy ta. Nhớ là chém hay là cái hit đó là hit chí mạng thứ hai nhỉ. Okay. 50, sao chém có 50 nhỉ? Để xem sao né như nào. 19% là coi như là năm năm đòn sẽ né một lần đi, một lần à, không, cái này không phải né, cái này dịch chuyển, với né nó khác nhau nha. Có, nó gần như đó nó hay không, né thì nó chỉ là né thôi, kiểu như là đối phương đấm nhiều lần á thì bạn né một cái mấy đòn sau bạn cũng bị quả, còn dịch chuyển là nó bỏ luôn. Bạn bị đòn đầu tiên bạn bạn dịch chuyển được ấy, thì mấy đòn sau sẽ bỏ qua luôn, còn né thì đòn đầu bạn né, còn mấy đòn sau bạn có ăn như thường, đó là sự khác biệt đấy. Ui, có vẻ ngon hơn nè. Đấy, có mấy thứ mà không phải nói được, phải test mới biết được. Quá xịn, tôi đã nhầm rồi, lúc đầu tôi tưởng là khi mà có mấy cái sự kiện này á, thì chúng ta sẽ thì hát nó ngon hơn, nhưng mà sự thật là nó cũng ganh đun thôi. Mấy cái lúc mà nghe ý hát đó thì tôi hên, chứ nó không hề ganh đun như là tôi nghĩ, ý nó không hề may mắn như là tôi nghĩ ấy. Nó khá là rõ mà. Ok, xong rồi đó, giờ chúng ta đang có cái event đó chính là may mắn trang bị, còn cái tranh đồng ngọc rồng thì thôi bỏ luôn. Tôi đã cái bàn top 4 ghép chung với mấy anh top cao hơn, thành ra là bị gạt dò liên tục mấy mình, sợ cái chứ giờ cũng thở oxy luôn. Thì bên ta được chiến này, nó cho cái đá này, hiện tại thì mình vẫn chưa biết cái đá này để dùng để làm gì nha.
Ừ. Đây, nó cho rất là à, khoan đã, cái này hơi xịn đó. Ui. Nó cho đá gồng. À không, cái này nó hơi mắc nha. Thường thì 50k là 5 lá. Cái này là chủ yếu là lấy kim cương thôi. Chứ cái gói này tôi thấy nó mắc lắm đó. Tôi nhớ có cái gói 50k 5 đá nó đâu tôi quên tiêu rồi. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ lên được con em. Đấy, xem cái một phát đạp nó lại... cái gì cũng cần đá gồng hết mấy một khó chịu thật luôn ấy. Giờ cần cấp 140 trở lên cái này dễ nè, tại vì bọn này lên 140 chắc chắn rồi, nhưng mà đá gồng thì chả có. Thôi đạp cái gì quên, sao may mắn chuẩn bị đi tăng đi vô. Cái này có thể tăng lên tới cam luôn. Tên mình thì nó chắc là đá him đam đi, tại tên mình còn lại là toàn tăng thôi, nhưng mà nếu mà có him đam thì càng tốt, đi ải cho nó nhanh. Dạo này đi ải nó hiếu đam lắm nè, tại con trăng của tôi nó bị kẹt cái đá gồng rồi, khó chịu thật. Ok, 40% này, 49%, ui lên luôn này, 35%, lên luôn, 30%, 37%, ui lên luôn, 20%, đỉnh vậy, 15%, wow, 10%, 11%, 13%, lên. Hai xịn đấy nha, pha này hơi đỉnh đấy. Cái xu này hoàn toàn là tôi không mua ở trong shop nha, tôi hoàn toàn là kiếm bằng cách là đi ý hát. À, bây giờ phải mua trong shop rồi, khó chịu hả? Mua trong shop với chị quen. Nhưng mà tại mấy ngày nay tôi mua trong shop, tôi mua là mua mấy cái viên gặm này để mà tăng được chiến. Ừ, giờ càng thì nó trả ra đây rồi, mừng quá. Mua không anh em nhờ? Hay chúng ta tích? Chứ mua thì nó hay lỏ, đúng không? Hay là mua trong tương lai mình chưa chắc là có full set cam cơ, set cam khó kiếm lắm. Chỗ đó có đâu rồi, đây có 135 áo, ít quá, phần đủ, tôi không nghĩ là đủ cái gì quen đâu. Rồi, sẵn tiện cái gì quen thì đổi luôn đi là hợp lý rồi. Mấy ông công nhận hôm nay tôi hên không, nhưng mà cũng không thay đổi được gì. Tôi cần phải lên cấp 120 sớm có thể để mà đổi plug thành content, chứ bây giờ thì nó hơi bị rõ. Tuy là đấu với top nhưng mà cái bang của tôi nó vẫn rất là lạc quan, họ vẫn đi đục lỗ. Đây thằng này cấp 100 này nè, nhìn coi biết ngay mà, mấy thằng nhìn dễ ăn là bị hút hết rồi, khi đang bảo vệ không phải chiêu chiến à. À thằng này đang dựng khiên hay gì nè. À, nói chung là tôi sẽ vô cái lỗ này để cho anh em tăng thêm chỉ số, chứ tôi cũng chả làm được gì cả. Hiện tại là tôi vẫn chưa đủ mạnh, tôi vẫn hiếu đá cam. Thì đây cái chỗ này mỗi ngày chúng ta được reset một lần á, trước giờ tôi không reset, bây giờ tôi mới reset. Mấy em biết tại sao không? Bởi vì là tôi đang tích cho cái sự kiện Gon Gogeta, ít nhất thì cũng phải được gia anh ba đúng không? Thì Gon là 66 cây kim cương đó, thì tướng 3S nuôi nó rất là tốn đá cam luôn, nhưng mà nếu mà nuôi được thì sẽ rất là mạnh, tại vì nó tướng 3S mà, nó tướng giờ lép. Còn nếu mà bạn nuôi trăng thì trăng không kế thừa được hết, ếch không kế thừa được 3 ếch, thành ra là nuôi trước 3 ếch cũng đi, sau này đỡ là khổ. Mà còn con trăng thì tôi còn chả biết nó kế thừa đâu cơ. Ừ, à, nói chung là thiếu đá cao đó, ngày mai là chắc là đủ thôi, nhìn nó như vậy nhưng mà nói hẳn luôn là đô la hàng trưởng đấy, thì ngày mai sẽ lũ. Tôi không biết đặt tên bao nhiêu được chiến nữa, anh em muốn xem được chiến nhảy ảo ảo thì đợi tập tiếp theo nhé. À đúng rồi, chưa, tập này chưa kết thúc tại đây được, nhảm lắm. Cái trang bị á mình đã đấy luôn rồi, cái tay nào, cái trang bị 1 sao, tại vì mình chợt nhận ra là nó là cái bọn này đi nguyên bộ, để tôi đồng cho mấy ông xem, chứ nói là mấy ông không tin đâu. Háo đi nào, trang bị này là chỉ số ít hơn đúng không, mình sẽ gắn trang bị 1 sao cho nha, tục chiến đấy. Bởi vì là bọn này nó đi 2 bộ đó, có 4 bộ thì nó sẽ được tăng 45% công và 45% HP này, và nếu mà bọn này không đi chung bộ thì bọn này nó rất là dở. Thế cho nên là mình không nghĩ là mình sẽ đập cái tay lên 2 sao 3 sao, bởi vì đập đến đó thì mình lú không nổi. Thế cho nên là mình sẽ đập full set 1 sao trước, và sau đó mình sẽ cho trăng mặt. Ok, bây giờ chúng ta đục luôn đi, mình sẽ đục cái dài, thì cái dài nó có tấn công á. Mình bây giờ hiếu đam đi ải thôi chứ mấy cái khác bình thường ha. Thì lại gì thế này, ok lên này, 43% để 51%, mới nãy đục hơn nó, người ta 10% bóng phát lên.
rồi xong luôn. Nó đói xù quá, mắc quá ây da, thôi kệ. Không, nói chung là mấy ông nào muốn xem được chiến nhảy thì có thể vào tập sau nha.